Tân Thành à, bán dầu bôi trơn chống rỉ sét rồi nè, rất là nhiều luôn. Sập 122B, 20B à, và nơi đây là giao lộ của Dương Tử Giang và Tân Thành. Đó, yên xe cho con nít nữa nè. Do Việt Nam một cái lượng xe máy rất là lớn nên thành ra có một cái chợ để bán phụ tùng để phục vụ cho một cái lượng xe máy hư hỏng đó. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tân Thành à, và nơi đây rất là gần với cái đường Võ Trường Toản à, và nơi đây giao giữa đường Tân Thành và Tân Quyền à, buổi sáng ở đây có một cái chợ chợ ven đường Hà Tân Quyền à, nên người ta gọi là chợ Hà Tân Quyền, và chợ này bán buổi sáng thôi. Và buổi chiều thì không có bán. Và bên kia nữa, qua khúc Nguyễn Chí Thanh thì bên kia có một cái phố ăn uống, đó là phố Xôi Cảo. Và theo trục đường ngược lại, đó là chúng ta sẽ đi ra đường Hồng Bàng. Và đây cũng là một cái chợ, nhưng mà chợ sắt. Nơi chúng ta đang đứng đây là giao vừa giữa chợ rau củ và chợ sắt. Và chợ sắt Hà Tân Quyền buổi chiều bây giờ Sài Gòn cũng là hơn 4 giờ nên thành ra chợ sắt cũng nghỉ rồi, một số cửa hàng cũng đóng cửa. Và bắt đầu những hình ảnh của xe hủ tiếu rồi hàng ăn chuẩn bị mọc lên, và những hàng quán lề đường vỉa hè tấp nập tạo nên con phố ăn uống rất lớn ở khu Sài Gòn Chợ Lớn này. Và hành trình ngày hôm nay em mời bà con cô bác chúng ta cùng lang thang trên cung đường Tân Thành để mình nhìn cùng nhìn ngắm lại cung đường Tân Thành ngày hôm nay nó như thế nào, và ở đó có một ngôi chợ nổi tiếng ra sao. Và ở đây tôi thấy có những mái nhà tôn, những hình ảnh của mấy chục năm về trước. À, và chúng ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. À, nơi đó là giao lộ Tân Thành và Hà Tân Quyền. À, chúng ta tiếp tục ha. À, những hình ảnh của những mái nhà này rất là thân quen đó với cô chú anh chị ngày xưa đã có thời gian gắn bó ở Sài Gòn. Và nhân đây cũng gửi đến tất cả các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác, khi mà chúng ta nghe nói đến chợ Tân Thành thì mình cũng hình dung được ngôi chợ đó nằm ở đâu hả, chợ đó như thế nào. Ở Việt Nam cái từ chợ rất là thân quen, khi mà rất nhiều người họp nhóm bán, hợp nhóm tạo thành một cái không một cái nhóm bán hàng ở một khu vực nào đó thì gọi là chợ. Còn ở nước ngoài thì chợ là những cái siêu thị, những cái mall, những cái trung tâm thương mại. Còn ở Việt Nam thì chợ chỉ đơn giản là một cái nhóm bán đồ, nơi trao đổi hàng hóa, gọi là chợ thôi. Thì ở đây riêng cái chợ này là một nơi trao đổi hàng hóa về cái ngành xe máy rất là lớn ở Sài Gòn. Và chúng ta đang có mặt ở đây giao lộ Tân Thành và Tạ Quyên, nơi giao giữa chợ sắt và chợ phụ tùng xe máy. Tạ Quyên thì chuyên bán những cái phụ tùng cho xe tải, xe lớn, xe hơi, xe container. Thì cái chợ Tân Thành thì chuyên cho phụ tùng xe máy thôi.
Và hôm nay chúng ta cùng đi khám phá chợ này ha. Và chợ chiều chắc có lẽ bà con cũng đã đóng cửa dọn dẹp hết rồi. Chúng ta thấy những hình ảnh của chợ chiều. Đầu tiên là rất là nhiều xe máy ở đây. Đó là những cái xe của những người đi mua hàng đó. Rất là đông, rất là lớn. Ý mà bây giờ là giờ nghỉ rồi đó mà nhiều như vậy á. Còn giờ cao điểm là buổi trưa rất là đông luôn. Ở đây thì có vỏ xe, ruột xe rồi các phụ tùng của các loại xe, xe cúp, xe rim, xe đạp, xe điện, phuộc nhúng, cốc đề, rất là nhiều luôn. Khi mà chúng ta đi ra đây cầm theo một cái sườn xe thôi là chúng ta sẽ mua đủ tất cả các bộ phận của xe. Và ở đây em thấy có một cái chung cư này, chung cư đường Tân Thành, bán dầu bôi trơn, chống rỉ sét rồi nè, rất là nhiều luôn. Bán yên xe ba ga cho những người chở hàng đó, những cái ba ga để phía sau để chở hàng hóa được nhiều hơn. Rồi, qua đây. Ngoài đây rất là đông vui nha. Sẵn tiện đi khu vực quận 5 này thì chúng ta đi một vòng ở những cái cung đường nổi bật, trong đó có đường Tân Thành. Và ở đây rất là nhiều sạp. Sạp 122B, 20B. Và nơi đây là giao lộ của Dương Tử Giang và Tân Thành. Thẳng hướng qua đây chúng ta sẽ đi về Nguyễn Chí Thanh. Và theo hướng này mình sẽ ra đường Hồng Bàng. Và cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở cung đường Thuận Kiều. Nơi đó có cái tòa nhà Thuận Kiều. Và ở cuối đường này chúng ta có cái chợ chim. Chợ chơi chim buổi sáng bán rất là nhiều sâu bọ để cho chim ăn, mồi chim. Vỏ xe này em thấy vỏ xe quá trời luôn. Ống bơm rồi. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều loại. Đủ các loại xe hết, mô tô cho tới xe máy nhỏ. Hoặc là những bạn thích độ xe đó. Ra đây là mua những cái phụ kiện như là ốc màu, ốc nhôm rồi đó. Ngoài đây rất là nhiều luôn. Nói chung là ngoài đây là không thiếu thứ gì hết ha. Và đặc biệt ở đây là bán chuyên bán giá sỉ luôn á. Yên xe cho con nít nữa nè. Do Việt Nam một cái lượng xe máy rất là lớn nên thành ra có một cái chợ để bán phụ tùng để phục vụ cho một cái lượng xe máy hư hỏng đó. Và Tân Thành là một cái chợ
rất lớn để cung ứng cho các thị trường ở các tỉnh khác. Thấy có rất là nhiều kiosk. Bóng đồ cầm á. Cái mâm xe nè, rất là nhiều luôn nè. Và không biết con chợ này được hình thành từ khi nào, nhưng mà ngày nay thì rất là đông đúc và tấp nập. Nếu các anh chị và các bạn đã từng sinh sống ở đây và nay một lý do gì đó chúng ta không còn ở đây nữa, và ngày nay thông qua video này sẽ giúp các anh chị và các bạn hình dung được cái cung đường ngày hôm nay và thấy được cái khung cảnh buổi chiều, chợ chiều ở đường Tân Thành như thế nào hả. Và chúng ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Và ở đây có một cái building. Building đang hoàn thiện. Đây ở cuối đường chúng ta có một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện rất lớn ở Sài Gòn, ở Việt Nam luôn. Nói chung là những cái ca mà ca nặng, bị nặng là được đưa vào cái bệnh viện Chợ Rẫy này hết. Giống như bệnh viện trung tâm. Nói đùa nó luôn nè. Nơi tiếp nhận của những trường hợp thập tử nhất sinh. Cái này gì vậy? Nói chung nghe tên này là thấy nổi da gà. Một cái tên bệnh viện mà ám ảnh, nỗi ám ảnh của rất là nhiều người. Nếu mà các anh chị và các bạn có nghe cái tên này thì chúng ta cũng biết được. Và cái chợ Tân Thành thì đến đây cũng hết rồi. À, chắc em xin tạm dừng cái video này tại khu vực đường Tân Thuận, có đường con phường mới Thuận Kiều rồi biết rồi. Các anh chị bạn thông cảm nha. Chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Phó Cơ Điều và Tân Thành, và chúng ta thấy ở đây có một cái chung cư. Không phải chung cư mà là cái nhà nhà kiểu ngày xưa đó. Rồi chúng ta tiếp tục một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ tạm dừng cái video này, đi ra hết cung đường này cho trọn vẹn cung đường Tân Thành, để các anh chị và các bạn có dịp hình dung lại đường Tân Thành ngày hôm nay. Ngoài khu vực chợ thì cũng còn có khu vực này có cái nhà xe đi về Đồng Tháp, đó là xe hình như là xe Kim Cương, xe Hùng Hiếu. Kiểu vậy chân đi nhá. Đây có một cái trường Văn Lang. Nhìn ở trường này mình giống như thấy giống như cái khung cảnh ở
China vậy đó. Có tiếng Hoa. Ngày xưa ở đây cũng chắc cũng có lẽ là xí nghiệp da dày rồi đó. Ông thấy là số 3 Tân Thành là xí nghiệp da dày. Và ngày nay thì không còn nữa ha. À, buổi chiều mình nhìn thấy hình ảnh nó hơi tối tối. Tái tái thì sao á, nó không có được rõ nét. Ở đây chúng ta thường xuyên nghe cái tiếng này luôn nè. Cái tiếng rất là não nề. Cấp cứu chạy ra chạy vô như là kiến, đông như kiến vậy đó. Ở đây bà con nghe tiếng này biết rồi, quen luôn. Rồi một số hình ảnh ở cung đường Tân Thành, chợ Tân Thành đến đường Thuận Kiều gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng trong clip này anh chị và các bạn hình dung được khu vực chợ Tân Thành như thế nào. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.